Intel Core i9-9900K hoặc là 9900 thường khi ra mắt ấy, nó là một trong những mẫu CPU có hiệu năng chia thành rất tốt và cực kỳ phù hợp cho những bạn nào mà làm công việc kiểu nó đa dạng một chút như kiểu là livestream này, chơi game hay thậm chí là kể cả làm đồ họa. Tuy nhiên, mức giá của những cái sản phẩm đấy nó không hề dễ chịu một chút nào cả, khi mà mức giá nó có thể lên tận 12-13 triệu đồng. Tuy nhiên, sang cái năm nay 2020, chúng ta có một mẫu CPU nó gần tương tự như vậy nhưng mức giá rẻ hơn rất nhiều. Đó chính là Core i7-10700 mình đang có ở đây, ngay trước mặt anh em luôn. Thông số, spec cực kỳ tốt luôn, 8 nhân 16 luồng, xung nhịp cơ bản là 2.9 và xung nhịp turbo boost tối đa có thể đạt được là 4.8GHz. Ấn tượng đúng không? Mặc dù tiến trình vẫn là 14 nanomet. Thì đây là em CPU đấy. Thì ngoài vấn đề là hiệu năng tăng, giá thành thì nó vẫn vậy, thì nó có một cái cực kỳ thú vị nữa, đó chính là về tản nhiệt được thay đổi. Thực tế ra thì tản nhiệt cũng chưa hẳn là thay đổi. Đây, mình đang có tản của em i7-10700. Thì các bạn hoàn toàn có thể gặp lại cái tản nhiệt này nếu như anh em nào mà đã có bộ PC sử dụng từ cái thế hệ 2, thế hệ 3 thì tản nhiệt có lõi đồng. Thì việc những năm gần đây ấy, Intel trang bị cái tản nhiệt stock ấy, nó không thực sự ấn tượng cho lắm. Kể cả với Intel Core i7-9700 nó vẫn được tặng tản nhiệt stock, tuy nhiên chỉ là tản nhiệt stock có loại nhôm thôi, không hề có đồng. Và việc các bạn cắm vào sử dụng nó sẽ là một trải nghiệm cực kỳ tệ. Thì sang tới phiên bản này rồi, Intel đã cải tiến thêm một tí. Thì thay vì để một màu sơn nó bình thường thì nay Intel đã sơn đen, đằng sau có thêm một lõi đồng nữa. Và cái mức TDP đã nâng lên từ 65 đến 80W. Và vì Intel đã cải tiến như vậy, cực kỳ nhiều như vậy, thế nên mình quyết định sẽ cất cái mẫu tản nhiệt này đi và thay bằng một cái mẫu tản nhiệt khác. Bởi vì sao? Đơn giản, cái mẫu CPU Core i7-10700 này khi mình sử dụng Intel XTU và test thử thì lượng điện năng tiêu thụ nó rơi khoảng 120W, mà cái khả năng tản nhiệt của con tản này nó chỉ 80W thôi. Thế nên chắc chắn không bao giờ có chuyện mình lắp vào và mình sử dụng, bởi vì như thế hiệu năng của CPU nó sẽ bị giảm xuống và không thể chạy trong thời gian dài được. Thế nên chúng ta sẽ cất đi, chúng ta sẽ chỉ nói sơ qua một chút thôi. Mình thấy cái việc cải tiến cái kiểu là tản nhiệt này nó rất tốt nếu như Intel trang bị cho các mẫu CPU dưới 7, ví dụ Core i5 chẳng hạn. Tuy nhiên thì không như vậy, Core i5-10400 khi mình mở ra nó vẫn là tản nhiệt thế hệ thường thôi, không phải là tản nhiệt kiểu mới này. Nên việc Intel cải tiến mình thấy nó hơi nửa mùa quá. Rồi, thì bỏ qua vấn đề đấy, chúng ta sẽ nói thêm một chút về CPU Core i7-10700. Thì như mình đã nói ngay từ ban đầu rồi, thông số rất tốt. Các bạn mua cái mẫu CPU này về làm rất nhiều việc, như kiểu livestream game này, làm được các thứ luôn. Bởi vì mức giá nó rất rẻ, chỉ dưới 10 triệu đồng thôi. Và để tản nhiệt cho CPU Core i7-10700 mình sử dụng một mẫu tản nhiệt khí đến từ ID Cooling. Tản nhiệt này tản nhiệt sử dụng một khoản 120 thôi. Thì cái mức nhiệt độ khi mà mình đo đạc được nó sẽ rơi vào khoảng độ 70 độ. Thì nếu như bạn nào sử dụng mà kiểu đóng kính ấy, bởi vì mình test ấy, là mình lắp rất nhiều quạt vào trong phòng điều hòa 22 độ thì nhiệt độ của em nó mới là 70 độ C thôi. Còn nếu như bạn nào mà trong cái bộ case mà kín một tí mà sử dụng trong cái điều kiện môi trường nó hơi nóng một chút thì nhiệt độ CPU nó sẽ rơi vào khoảng độ gần 80 độ đấy. Bởi vì dù sao đây là tiến trình 14 nanomet rồi. Thì đấy, hiệu năng của nó sẽ tương đồng với nhiệt năng, hiệu năng cao thì nhiệt năng tỏa ra sẽ lớn. Và để đánh cặp được với CPU này, mình sử dụng một mẫu main đến từ Gigabyte Gaming X. Gaming X thì nghe anh em hay tưởng tượng hãng khác, tuy nhiên thì Gigabyte cũng có dòng Gaming X. Thì với cái board mạch chủ Z490 này, anh em sẽ có đầy đủ những thứ mà anh em mong chờ, một hệ thống cấp nguồn cho CPU hoàn toàn ấn tượng, sử dụng một cổng 8 pin cộng một 4 pin nữa. Các bạn nếu thích thì có thể cắm được Core i7-10700K hay thậm chí là Core i9-10900K vào cái main này thì hoàn toàn ổn. Thì nếu như anh em nào mà cắm đến tận Core i9 rồi thì mình khuyên là không nên OC, bởi vì dù sao đây cũng là một mẫu main Z490 có cái mức giá là khá thú vị. Ngoài ra một điểm cực kỳ hay nữa đó chính là về 4 khe RAM ở trên cái main này, trong đấy chỉ có 2 khe bọc thép và 2 khe không được bọc gì cả. Mình thấy hơi buồn cười một tí nhưng mà không sao. Thì về các cổng kết nối khác anh em vẫn được trang bị đầy đủ, khe PCIe X16 vẫn được bọc thép và có 2 khe HDMI để anh em có thể nâng cấp về lâu dài. Rồi, RAM sẽ là 2 thanh 8GB với tổng dung lượng là 16GB với bus 3200. Thì các CPU mới này thì bus RAM đã mặc định hỗ trợ thấp nhất cũng đã là lên khoảng là 2933 rồi, và cái RAM là mình lựa chọn là bus 3200 cơ. Anh em có thể bật tính năng XMP trong main lên và qua đó đẩy hiệu năng tổng thể của bộ PC lên chừng khoảng thêm 5% nữa khi so với anh em khi chưa bật tính năng XMP. Và card đồ họa sẽ là GTX 1660 Super đến từ thương hiệu Gigabyte luôn, hai fan. Và hệ thống tản nhiệt cũng không ấn tượng lắm khi sử dụng. Đây anh em thấy này, một ống đồng chạy dọc đây, thì nếu mà nhìn sơ qua về mặt hình thức chính xác sẽ là hai ống đồng. Và GTX 1660 Super nó không phải mẫu card đồ họa quá nóng, và mức giá của em GTX 1660 Super này nó cũng rất rẻ, gần như là rẻ nhất trong tầm giá rồi. Thì vỏ case cuối cùng là vỏ case Adra thôi. Thì
thì không còn vỏ cây Gearbox như truyền thống nữa. Nếu anh em thích cái mẫu vỏ cây đồng bộ một tí đến từ Gearbox thì hoàn toàn có thể đổi sang một mẫu vỏ cây khác, chỉ cần nếu anh em thích thì hoàn toàn có thể ok. Và nguồn sẽ là nguồn đến từ Cooler Master với công suất thực là 700W, đảm bảo cho hệ thống hoạt động ổn định và lâu dài. Và việc anh em nâng cấp về lâu kiểu thêm nữa, thay vì sử dụng GTX 1660 thì có thể nâng lên một kiểu như là RTX 2080 chẳng hạn, hoặc là nhẹ hơn một tí 2070, hoàn toàn ổn, không vấn đề gì cả. Ok, thì với combo Core i7 10700 kết hợp với GTX 1660 Super, nghe qua về vấn đề game thì anh em nghĩ là nó không hợp lý cho lắm đúng không? Tuy nhiên thì mình sẽ test qua một số các tựa game thì mình có đánh giá trước khi đi cho anh em thấy, đó chính là với cái CPU này kết hợp với mẫu VGA GTX 1660 Super này, nó hoàn toàn ổn để anh em có thể chiến game. Đối với những tựa game mà ăn nhiều CPU, ví dụ như kiểu là Assassin's Creed Odyssey thì FPS nó cho cái mức FPS rất tốt trên 60, mức độ high setting cơ. Còn đâu thì cái bộ PC này nó vẫn hướng tới một đối tượng nó hợp lý hơn một tí, đó chính là những cái bạn cần bộ PC về để làm edit video hoặc render video, hay nhẹ nhàng hơn như kiểu Photoshop hoặc là làm đồ họa thiết kế các thứ luôn. Thì mình sẽ có test qua một số các phần mềm để anh em có thể thấy được cái hiệu năng của PC nó như thế nào. Ok, vậy thì anh em đánh giá sao về hiệu năng của bộ PC này? Theo như mình thấy, mình đánh giá lại một chút về CPU Core i7 10700
thì Intel nó có điểm lợi và điểm hại riêng. Điểm lợi thì rõ ràng anh em sẽ được trải nghiệm cái mẫu CPU có hiệu năng chuyển hóa thành vô cùng tốt, bởi vì tiến trình 14 nanomet nó đã rất lâu rồi, thế nên Intel đã tối ưu hóa được cái vấn đề gọi là giá thành sản xuất. Còn cái vấn đề kiểu hại khi anh em mua đó chính là vấn đề nhiệt độ của CPU nó hơi cao một tí, nhưng mà vấn đề này hoàn toàn có thể giải quyết bằng cách mua thêm một mẫu tản nhiệt khí đến từ ID Cooling giống như mình ở đây, hoặc cụ thể hơn một tí có thể mua được mẫu tản nhiệt nước All-in-One hoặc là Custom thì bên mình có đầy đủ nhá. Đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video. Thì nếu như anh em thích bộ PC này thì đường link cũng ở bên dưới, hoặc anh em thích thay đổi cấu hình thì hoàn toàn có thể thay đổi tùy theo ý kiến của cá nhân thôi. Đừng quên bấm like, share, subscribe kênh YouTube và ấn phát commenter để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn sớm thôi.